Xin chào toàn thể các bác, quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Chiến, và hiện tại thì em đang có mặt ở trên trung tâm thương mại Vincom ở số 1. Đây sẽ là cái nơi mà các bác và quý anh chị trong quá trình chúng ta đi mua bán, trao đổi tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ lên đây để làm thủ tục liên quan đến chuyển nhượng hay là liên quan đến ký tá giấy tờ, tất cả mọi thứ sẽ ở đây. Và ngày hôm nay thì Minh Chiến đang có mặt ở đây để đi hỗ trợ khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc của một căn ở tại phân khu Cầu Xanh. Thì khách hàng đi xem 2 hôm. Ngày đầu tiên là anh ấy xem cái dòng 48m, cũng có cái chính sách để hỗ trợ về sớm là 7%. Đến hôm thứ thì sau đó thì anh đã về nhà trao đổi với cả con, thì muốn lấy một cái dòng to hơn, mặt tiền rộng hơn. Thì những cái dòng 48m mặt tiền sẽ là 4m, còn những cái dòng to hơn ở bên Cỏ Xanh thì là dãy Cỏ Xanh 17. Ở cái căn đấy thì có diện tích là 63m², mặt tiền là 4,5m, thì cái diện tích trong lòng nhà nó khá là rộng để có thể sau này anh ấy về ở. Nói chung là mua chủ yếu là để tích sản về ở. Thì nhân tiện là có cái chính sách này thì có thể là về hoàn thiện, và sau đó thì chưa ở thì có thể là cho thuê. Thì cái căn ngày hôm nay lát nữa thì Minh Chiến sẽ cùng với anh lên trên này thống nhất thỏa thuận đặt cọc, thì mời các bác và quý chị theo dõi quá trình mà đi lên trên phòng thủ tục để ký hợp đồng ở trên này nhé các bác nhé. Đây là cái đường mà đi lên phòng thủ tục ở trên Vincom các bác nhé. Đây là Vincom ở trên số 1. Đây anh chị ở đây này. Ở trên này là tầng 2 sẽ là thủ tục ở bên chung cư, còn ở trên tầng 3 sẽ là dành cho thấp tầng. Đây là Vincom ô số 1, còn ô số 2 thì đang xây. Đây mời anh chị vào trong này ạ. Đây, trong này phòng thủ tục ở bên Vinhome ạ. Đây sẽ là phòng thủ tục của Ocean City đây các bác nhá. Đây em mời anh chị vào trong này. Chị kiểm tra lại xem là cái thông tin chứng minh nhân dân này, số này, rồi là tất cả thông tin nó sẽ trong đấy. Vừa rồi thì Minh Chiến đã cùng với khách hàng lên trên phòng thủ tục của Vinhome để ký thỏa thuận đặt cọc, cũng như là cho bên Techcombank họ lên để tư vấn hồ sơ dành cho khách hàng. Thì về cơ bản thủ tục ở tại đây cũng không có gì quá là phức tạp. Các bác cũng chỉ đang có nhu cầu cần tìm hiểu mua các dòng sản phẩm của Vinhome thì có thể liên hệ với trực tiếp với Minh Chiến. Minh Chiến sẽ hỗ trợ tư vấn các phương án dành cho toàn thể các bác cũng chỉ đang quan tâm mua đầu tư tại dự án Vinhome số 123. Và cảm ơn toàn thể các bác và quý chị đã theo dõi. Đừng quên cho Minh Chiến xin một like cũng như là đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất về các video mà em làm. Và hẹn gặp lại toàn thể các bác và quý chị. Xin chào.